Chào mừng các con đến với giờ học âm nhạc lớp 1 thuộc bộ sách Cánh Diều. Chủ đề 1: Tổ quốc Việt Nam. Tiết 2: Ôn tập bài hát Lá cờ Việt Nam, nghe nhạc Quốc ca Việt Nam, thưởng thức âm nhạc Trống cơm. Chúc các con có một giờ học âm nhạc thật vui và bổ ích. Trong giờ học trước, chúng ta đã cùng nhau tập hát bài Lá cờ Việt Nam. Bây giờ, cô mời các con cùng nghe lại bài hát này. Các con chú ý lắng nghe ở lần hát thứ nhất và kết hợp vỗ tay theo phách ở lần nghe hát thứ hai nhé. Cô mời các con hát bài hát Lá cờ Việt Nam cùng với nhạc đệm. Các con chú ý lấy hơi sau mỗi câu hát và thể hiện sắc thái vui tươi, tự hào qua giọng hát cũng như biểu cảm trên gương mặt nhé. Chúng mình cùng chú ý nghe nhạc nào. Con ạ, hát đúng giai điệu, thuộc lời bài hát và bước đầu thể hiện được sắc thái tình cảm đã là sự cố gắng rất đáng khen ngợi rồi đấy. Nhưng để bài hát được hay và biểu cảm hơn, các con chú ý hát nhấn giọng vào các ca từ nằm ở đầu mỗi câu hát và hát nảy các từ lá cờ, nền đỏ, vô cùng ở câu 1, câu 3 và câu 4 các con nhé. Cô mời chúng mình cùng thực hiện lại nào. Cô khen các bạn đã chú ý lắng nghe cô hướng dẫn và luyện hát. Để giúp các con biểu diễn bài hát Lá cờ Việt Nam được hay hơn và sinh động hơn nữa, sau đây cô sẽ hướng dẫn các con một số động tác phụ họa tương ứng với mỗi câu hát trong bài. Ở câu hát 1, trông lá cờ phấp phới đẹp tươi, các con đưa tay phải ra trước, bàn tay mở, hướng lên trên. Câu hát 2, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, tay phải các con giữ nguyên, tay trái đưa ra trước, bàn tay mở, hướng lên trên. Với câu hát 3, sao năm cánh huy hoàng biết bao, các con đưa hai tay bắt chéo trước ngực, nghiêng người sang hai bên theo nhịp của bài. Và ở câu hát cuối, đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam, tay trái các con giữ nguyên, tay phải đưa lên cao, mắt nhìn theo tay. Các con đã nắm được các động tác cô vừa hướng dẫn chưa? Chúng mình cùng đọc lại từng câu hát theo tiết tấu, kết hợp tập động tác tương ứng nhé. Trông lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, sao năm cánh huy hoàng biết bao, đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam.
Thế là các con đã biết vận động phụ họa cho bài hát Lá cờ Việt Nam rồi đấy. Bây giờ cô mời chúng mình cùng thực hiện theo nhạc đệm của cô nhé. Vậy là cô trò mình đã hoàn thành nội dung hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát Lá cờ Việt Nam. Để các động tác được mềm mại và đẹp hơn, các con cần luyện tập nhiều lần cho thật thuộc nhé. Cô khen tất cả chúng mình. Cô mời các con vào hoạt động 2 của bài học hôm nay. Nghe nhạc Quốc ca Việt Nam. Có bạn nào biết quốc ca có nghĩa là gì không? Các con ạ, cũng như quốc kỳ, mỗi một quốc gia đều có cho mình một bài hát chính thức là biểu tượng của quốc gia đó và được dùng khi có nghi lễ trọng thể. Bài hát đó được gọi là quốc ca. Như các con đã biết, lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của đất nước Việt Nam ta. Còn bài hát Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác chính là quốc ca của dân tộc mình đấy. Các con yêu quý, cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện nhỏ về bài hát Tiến quân ca cùng tác giả Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao là một người rất tài hoa. Ông không những sáng tác nhạc rất hay mà còn là người vẽ rất đẹp. Nhưng trên hết, ông là một người dân Việt Nam vô cùng yêu nước. Với niềm tin vào Đảng, tin vào Bác Hồ, tin cách mạng sẽ thành công, ông đã sáng tác bài Tiến quân ca vào năm 1944 để cổ vũ tinh thần cho quân và dân ta. Bài hát đã khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Bài hát như một lời khẳng định, với sự đoàn kết một lòng của toàn dân, nước non Việt Nam ta mãi mãi vững bền. Tháng 8 năm 1945, bài hát Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác đã chính thức được chọn làm quốc ca của đất nước Việt Nam. Từ đó cho đến nay, trong nghi lễ chào cờ tổ quốc uy nghiêm, quốc ca Việt Nam vẫn vang lên hùng tráng. Tất cả mọi người đều trang nghiêm, kính cẩn, chào cờ tổ quốc và hát vang đoàn quân Việt Nam đi. Cô mời các con cùng đứng lên, trang nghiêm và thật yên lặng, nghe hát quốc ca Việt Nam. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng kêu vua, quân trang dồn vang trên đường dọc biển xa. Cờ đi mau chiến thắng bao buồn đau, xuân mai xa chén phúc quân thành ca, đường vinh quang rực rỡ quân thù, tham gia lao cùng nhau lập chiến phù, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến vào
cô mời các con ngồi xuống. Các con yêu quý, lá cờ Việt Nam và quốc ca Việt Nam chính là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Việc hát quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ mỗi sáng thứ hai hàng tuần là một việc làm hết sức ý nghĩa. Cảm xúc thiêng liêng, kính cẩn khi trang nghiêm chào cờ Tổ quốc, khi hát vang bài quốc ca chính là lúc niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước được bồi đắp và trào dâng mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Cô mời các con một lần nữa đứng lên, trang nghiêm và thật yên lặng nghe hát quốc ca Việt Nam. Cô mời các con ngồi xuống, ổn định lại vị trí để chúng ta vào hoạt động 3, thưởng thức âm nhạc. Các con yêu quý, cô đố chúng mình nhé, hình ảnh đồ vật các con thấy trên màn hình có tên là gì? Bạn nào biết là giỏi lắm đấy. Cô tin chắc rằng rất nhiều bạn có cùng đáp án với cô. Đó chính là hình ảnh chiếc trống cơm, một nhạc cụ dân tộc của nước ta. Các con ạ, trống cơm là một nhạc cụ truyền thống của người Việt Nam. Có mình dài, thon, nhỏ dần về phía hai đầu. Có dây chằng bằng mây hoặc da để căng mặt trống. Nhạc cụ này có tên là trống cơm bởi trước khi chơi, người ta dùng cơm nóng nghiền nhuyễn gắn vào mặt trống để điều chỉnh độ cao thấp của âm thanh. Khi chơi, người ta dùng hai tay vỗ vào mặt trống để tạo ra âm thanh trầm, vang và hơi đục. Trống cơm là một nhạc cụ hòa tấu được dùng trong nghi lễ phong tục và dàn nhạc dân tộc. Trống cơm còn được rất nhiều người biết đến và có cả bài hát viết về ý. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua một giờ học âm nhạc theo chương trình sách giáo khoa mới thật vui và bổ ích. Chúng mình nhớ những hướng dẫn của cô và ôn lại bài học hôm nay cho thật tốt nhé. Hẹn gặp lại các con trong các giờ học âm nhạc sau. Cô thân ái chào các con.